Bên cạnh việc nhận cọc Kia K3 2022, thay thế tên gọi Cerato, đại lý còn nhận đặt cả Kia Carnival 2022, thay thế cho tên gọi Sedona. Theo thông tin từ người bán, Carnival mới sẽ ra mắt trong tháng 10 tới và sẽ là xe lắp ráp trong nước như thế hệ cũ. Trước đây, đã có một lô Carnival đời mới được nhập khẩu về, nhưng chỉ là xe thử nghiệm chứ không phải bản bán ra thị trường. Người bán cho biết Kia Carnival 2022 sẽ được phân phối với tới 8 phiên bản. Mức giá dự kiến được đưa ra là khoảng từ hơn 1,1 tỷ đến hơn 1,6 tỷ đồng. Đây là thế hệ thứ 4 của Sedona, Carnival. Mẫu xe này thay đổi hoàn toàn khung gầm và mang thiết kế mới. Kích thước xe tăng lên 40mm chiều dài và 30mm chiều cao. Carnival thế hệ mới có thiết kế khác biệt hoàn toàn so với trước đây, với nhiều đường nét góc cạnh giống SUV. Cụm đèn LED trước mảnh hơn, nối liền với lưới tản nhiệt lớn. Đèn hậu LED chạy dài ngang đuôi xe. Kính hông được tách thành hai mảng càng khiến Carnival giống SUV hơn là minivan. Ở thị trường quốc tế, xe có tùy chọn mâm kích thước từ 17 inch đến 19 inch. Carnival mới lần này tại Việt Nam sẽ có 3 loại cấu hình chỗ ngồi, gồm 8 chỗ, 7 chỗ và bản cao cấp nhất chỉ có 4 chỗ. Trong đó, loại 8 chỗ sẽ có hàng thứ hai bố trí 3 chỗ ngồi. Loại 4 chỗ có hàng ghế sau loại dành cho thương gia. Loại 7 chỗ vẫn giống như ở thế hệ cũ. Nội thất xe cũng được làm mới hoàn toàn vô lăng có thiết kế gần giống trên Sorento. Xe có hai màn hình 12,3 inch, trong đó màn hình trung tâm có cảm ứng, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Cần số có thể là loại núm xoay hoặc loại cần gạt truyền thống giống trên Sorento. Hiện chưa rõ trang bị tiện nghi cụ thể trên Carnival dành cho thị trường Việt Nam. Theo thông tin cũng được chia sẻ từ phía đại lý, Kia Carnival mới vẫn có hai tùy chọn máy diesel và máy xăng. Máy diesel dung tích 2,2 lít có trên 7 phiên bản và chỉ một bản dùng máy xăng 3,5 lít. Thông số chi tiết động cơ chưa được tiết lộ. Mẫu xe này được trông đợi sẽ có nhiều tính năng an toàn hiện đại giống Sorento, như cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng. Mẫu cũ đang chỉ có cảnh báo điểm mù. Hiện nay, Kia Carnival sơ đầu nơi gần như một mình một phân khúc khi Fortuner được cho là đã không còn được lắp ráp tại Việt Nam. Các mẫu minivan khác có giá đắt đỏ hơn khá nhiều như Peugeot Traveler có giá từ gần 1,7 tỷ đến hơn 2,2 tỷ đồng, hay Toyota Sienna nhập khẩu tư nhân có giá tới hơn 4 tỷ đồng.